xin chào tất cả quý vị trở lại kênh youtube của Mark Home Ngày hôm nay thì Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị những vấn đề liên quan đến kiến trúc và xây dựng nhà ở Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chủ đề chính là giác móng là gì, cách giác móng nhà chuẩn nhất Trước khi đến chủ đề ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu sơ lược lại về tổng công ty của Mark Home Mark Home là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói nhà ở trên khắp tỉnh thành nước nước Việt Nam. Hotline của chúng tôi là 092 774 8888, 092 556 4444. Hiện tại chúng ta đã có trụ sở được cấp ba miền của đất nước. Miền Bắc là 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Miền Trung 28 Hà Hoàng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Miền Nam 162, 164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý vị đang ở miền Trung có thể ghé đến trụ sở ở uh, Buôn Ma Thuột hoặc là ở Đà Nẵng. Quý vị ở miền Nam có thể ghé đến trụ sở ở Bình Dương, Cần Thơ hoặc Cà Mau. Và trên website của chúng tôi thì sẽ có rất là nhiều những mẫu nhà à, để quý vị cũng có thể tham khảo qua Nên quý vị có thể truy cập website chúng tôi là bachomrup.vn nhé Trở lại chủ đề ngày hôm nay chính là giác móng là gì và cách giác móng nhà chuẩn nhất Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến một số 1 đó chính là giác móng nhà là gì Giác móng nhà là một bước quan trọng trong quá trình thi công nhà. Nó có nghĩa là xác định các góc vuông của ngôi nhà sao cho phù hợp và đáp ứng các tiêu chuẩn về kỹ thuật. Mục đích của việc dắt móng là đảm bảo móng nhà phun vắng, không bị méo, từ đó giúp cho ngôi nhà được xây dựng chắc chắn và bền vững hơn. Có hai phương pháp chính để dắt móng nhà. Phương pháp sử dụng máy móc, sử dụng các thiết bị như máy toàn đạt, máy cân bằng laser để xác định các góc vuông. Phương. phương pháp này cho độ chính xác cao hơn và tiết kiệm thời gian thi công. À, phương pháp thứ hai là phương pháp thủ công, sử dụng các dụng cụ như là thước đo, dây rọi, cơm ba, vân vân để xác định cái góc vuông. Phương pháp này đòi hỏi người thực hiện phải có kinh nghiệm và kỹ năng cao để đảm bảo độ chính xác. Thực sự thì đây cũng là một cái bước nó khá là quan trọng nha quý vị, xác định góc vuông ngôi nhà ha. À, cho nên là về cái vấn đề này thì chắc chắn rằng nếu như quý vị chúng ta tự mình thi công thì rất khó để mà chúng ta có thể nắm bắt được nếu quý vị liên hệ với mark home để thiết kế về thi công trọn gói chúng tôi sẽ có đội ngũ nhân công và đặc biệt đó chính là ở mỗi công trình đều sẽ có là thanh tra À, và giám sát công trình theo rất là sát sao và đặc biệt là cái phần móng đó quý vị đây là cái phần cực kỳ là quan trọng nha bởi vì nó sẽ quyết định đến cái độ bền vững công trình sau này cũng như là công trình chúng ta có chất lượng tốt hay không có bị nứt hay không có bị à, sụp lúng thấm dột hay không thì nó à, đều ảnh hưởng bởi cái phần móng đó cho nên là đây là điều mà chúng ta phải rất là quan tâm và thông thường nếu quý vị làm việc với mắt hôn chúng tôi thì yên tâm đó chính là chúng tôi sẽ có à, giám sát thi công công trình nha còn trường hợp nếu quý vị chúng ta không có thi công trọn gói của mắt hôn mà chỉ thiết kế thì sao à, thì chúng tôi sẽ có một cái gói đó chính là hỗ trợ quý vị sẽ có hai lần à, được thanh tra giám sát đây cũng là một điểm cộng rất lớn của mắt hôn so với nhiều đơn vị khác tức là chúng tôi sẽ hỗ trợ luôn cả những quý khách hàng à, không thi công mà chỉ là thiết kế nha quý vị còn bây giờ chúng ta sẽ đến một số 2 đó chính là à, cách dắt móng nhà chuẩn xác nhất Đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ chuẩn bị dụng cụ. Dụng cụ sẽ gồm có 4 cọc tre hoặc cọc sắt dài 50 cm, sơn đỏ một đầu, một thước dây dài 5 m, một búa, một cuộn dây dù hoặc dây ni một thước vuông, một máy kinh vị nếu có. Các bước thực hiện như sau. Đầu tiên, bước 1, chúng ta sẽ xác định vị trí tiêm nhà và các trục chính. Xác định tiêm nhà dựa trên bảo vệ thiết kế, xác định vị trí tiêm nhà trên mặt bằng thực tế. Tiếp theo là xác định các trục chính bằng từ tiêm nhà, xác định các trục chính ngôi nhà bao gồm trục dọc, trục ngang và các trục phụ nếu có. Bước 2 sẽ là giác móng bằng phương pháp thủ công. À, đầu tiên tôi sẽ à, giới thiệu quý vị đó chính là giác móng theo phương pháp 3-4-5 sử dụng phương pháp Pythagore vẽ tam giác vuông cân với cạnh huyền AC bằng 5m, cạnh góc vuông AB bằng 3m và BC bằng 4m. đóng cọc tại các điểm A, B và C, dùng búa đóng cọc tre hoặc cọc sắt tại các điểm A, B và C, căng dây và kiểm tra độ vuông góc, căng dây lông hoặc dây dù giữa các điểm AB, BC, CA, dùng thước vuông kiểm tra độ vuông góc tại các góc A, B và C. Thật sự thì về cái phương pháp này tôi thấy là nó cũng khá là dễ hiểu đúng không nè Và à, nếu mà chúng ta đã từng biết qua về cái phương án Pythagore thì có lẽ là cũng không khó gì để mà chúng ta thực hiện được phương án này Tiếp theo chúng ta sẽ đến các giác móng tiếp theo là giác móng theo phương pháp song song phương góc chọn hai cạnh nhà vuông góc với nhau, chọn hai cạnh nhà vuông góc với nhau để làm móc, để dắt móng, rồi dùng thước dây và dây ni lông để vẽ các đường song song và vuông góc với hai cạnh nhà đã chọn, dùng giao điểm của các đường thẳng để xác định vị trí các góc móng. À, nói chung là về vấn đề này, quý vị thì tôi nghĩ rằng phải để cho những ai mà đã có kinh nghiệm à, lâu năm trong nghề thì người ta sẽ làm, tôi nghĩ là cũng rất là đơn giản. Nhưng mà nếu mà ai mà lần đầu làm hoặc là chưa có nhiều kinh nghiệm cho việc uh, thi công Thì chắc chắn rằng đây cũng là cái vấn đề nó cũng sẽ hơi là khó khăn một chút xíu Cho nên là quý vị cũng sẽ cân nhắc thật kỹ xem là chúng ta uh, nên uh, tự làm hay không Hoặc là thậm chí đôi khi chúng ta thuê những cái đội thợ vườn Mà họ lại không có nhiều kinh nghiệm hoặc không kiến thức nhiều uh, Về liên quan đến những vấn đề này Mà cũng không có ai để giám sát họ hết Thì chắc chắn rằng đôi khi họ sẽ uh, không canh được cái góc vuông đúng như ý ha Cho nên là quý vị cũng phải rất là lưu ý vấn đề này nhé còn bước 3 là ta sẽ giác móng vào máy kinh vị sử dụng máy kinh vị để xác định vị trí các điểm mốc dùng máy kinh vị để xác định vị trí các điểm mốc trên mặt bàn thực tế theo bằng vẽ thiết kế căng dây và xác định vị trí các góc móng căng dây ni lông hoặc dây dù giữa các điểm mốc đã xác định dùng thước vuông kiểm tra độ vuông góc tại góc móng à, đó chính là các bước để mà chúng ta à, gọi là giác móng nhưng mà đây là các bước thủ công nha các vị và bây giờ chúng ta sẽ đến với mục số 3, đó chính là các yếu tố ảnh hưởng đến giác móng nhà. Yếu tố đầu tiên ảnh hưởng đến đó chính là tải trọng công trình. Tải trọng tỉnh là tải trọng cố định luôn tác động lên công trình, tải trọng động là tải trọng theo đổi theo thời gian, có thể xuất hiện đột ngột. Cứ tính toán chính xác tải trọng công trình để thiết kế móng nhà có khả năng chịu tải phù hợp. Yếu tố thứ hai là loại đất nền. Loại đất nền ảnh hưởng trực tiếp khả năng chịu tải của móng nhà, cần khảo sát địa chất để xác định loại đất nền và các đặc tính của nó. Yếu tố số 3 là kích thước móng nhà. Kích thước móng nhà phụ thuộc vào tải trọng công trình và loại đất nền. Diện tích móng càng lớn, độ sâu móng càng cao thì khả năng chịu tải càng cao. Tiếp theo nữa đó chính là vật liệu xây dựng móng mác bê tông và thép móng phải đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thiết kế, sử dụng vật liệu xây dựng chất lượng tốt sẽ đảm bảo độ bền cho móng nhà. Và một yếu tố nữa là thi công móng nhà. Thi công móng nhà cần tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật bản vẽ thiết kế, cần giám sát chặt chẽ quá trình thi công để đảm bảo chất lượng móng nhà. À, đó, như tôi vừa chia sẻ thì rõ ràng cái vấn đề mà giám sát cái quá trình đó, nó cũng là luôn luôn là cái vấn đề quan trọng nha quý vị. Bởi vì thực hiện là một chuyện nhưng mà chúng ta phải giám sát, chúng ta phải à, theo dõi thường xuyên thì mới đảm bảo là công trình nó không có vi phạm, nó không có sai phạm được. Cho nên là đây cũng là điều quý vị cân nhắc thật là kỹ nhé. Cuối cùng ta sẽ đến một số 4 là những điều cần lưu ý khi giác móng nhà. Đầu tiên ta sẽ lưu ý là trước khi tiến hành giác móng nhé đó chính là chúng ta phải kiểm tra kỹ hồ sơ thiết kế. Đảm bảo rằng hồ sơ thiết kế móng nhà phù hợp với địa chất, địa hình khu vực xây dựng và tải trọng của công trình. Một um, điều lưu ý nữa là chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, bao gồm máy kinh vĩ, thước thép, dây dọi, cọc móc, búa, vôi, vân vân. Và một lưu ý nữa là xác định vị trí nhà trên mặt bằng. Dựa bản vẽ thiết kế và thực tế khu đất để xác định vị trí các trục chính của nhà. Tiếp theo đó chính là chúng ta cần phải lưu ý trong quá trình giác móng. Đảm bảo độ chính xác cao. Sai sót trong quá trình giác móng có thể ảnh hưởng đến kết cấu và độ bình vững của công trình. Thiết kế theo trình tự đúng kỹ thuật bao gồm các bước như sau, chính là chúng ta phải xác định tim móng và tim cột, đào móng theo kích thước thiết kế, đổ bê tông lót móng, lắp đặt thép móng và thép cột và đổ bê tông móng. Cuối cùng đây sẽ là một số lưu ý quan trọng mà gia chủ cần phải nắm để mà cái quá trình giác móng của chúng ta cũng như là thi công móng có thể diễn ra một cách tốt nhất. Đó chính là chúng ta cọc móng phải được đóng chắc chắn vào bờ bảo vệ cẩn thận, tránh bị di chuyển hay hư hỏng trong quá trình thi công. Kiểm tra độ phẳng của mặt bằng móng, đảm bảo mặt bằng móng bằng phẳng trước khi đổ bê tông. Chú ý đến yếu tố thời tiết, tránh thi công giác móng trong điều kiện thời tiết xấu như mưa to, gió lớn. Giám sát chặt chẽ quá trình thi công, Đảm bảo thi công đúng kỹ thuật và chất lượng. Ngoài ra, cần lưu ý là lựa chọn đơn vị thi công uy tín, có kinh nghiệm và năng lực thi công móng nhà, tuân thủ các quy định về an toàn lao động, đảm bảo an toàn cho người thi công à quả thật thì đây luôn là cái vấn đề như em chia sẻ là à, cái đơn vị thi công cũng rất quan trọng nha quý vị à, đó là lý do quý vị nên tìm đến với mắt hôn đơn vị thiết kế và thi công trọn gói thì chúng tôi sẽ có luôn luôn có thanh tra giám sát à, và kỹ thuật công trình để có thể hỗ trợ cho công trình của mình có thể thi công một cách tốt nhất Vậy là em vừa giới thiệu quý vị chủ đề giác móng là gì, các giác móng nhà chuẩn nhất. Hy vọng rằng đây những thông tin bổ ích đến với quý vị. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công, thì cần ngại liên hệ ngay mắt hôn qua hotline 092 774 8888, -88 092 556 4444. Đừng quên nhấn like, subscribe, chọn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ chúng tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.